Và thì đồ gỗ Tùng Tám xin trân trọng giới thiệu với quý vị vào bây giờ là 11 giờ ngày 18 tháng 11 năm 2018. Vâng thì bác trước màn hình đây là bác Dũng và bác ở thị trấn Lâm Thao và đã lên ký duyệt mọc bộ ghế hương đá và mẫu đào chi. Và đây trước màn hình quý vị xem đây là hình ảnh bác Dũng này và bác ở thị trấn Lâm Thao và đã lên ký duyệt bộ ghế hương đá và mẫu đào chi. Và đây để quay chỗ này đang xưởng trực tiếp vào xưởng nó hơi bụi bặm nên là nó hình ảnh nó không được rõ lắm, quý vị thông cảm. Và đây là chi tiết bộ ghế cho quý vị xem, mẫu rất là đẹp, là đào chi. Đấy, ký hết vào phần dưới rồi chị bác. Rồi, còn đôn thôi. Vâng. Cái đôn này để bên kia. Bộ này là rất đẹp ạ. Đây, ván là ván liền một tấm hết này. Vân rất đẹp. Đó. Lên từ đây chứ. Vâng, liền đấy. Có ngó gì không đấy? Vâng, bác yên tâm là không có ngó gì. Gỗ đã khô. Vân quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Đấy. Đấy. Đây là chắc chắn riêng bộ này quá chắc chắn đây giản đẹp. Và thế xin cảm ơn bác Dũng nhá. Cảm ơn bác đã tin tưởng và đã đến tại cơ sở đồ gỗ Tùng Tám và đã đặt hàng một bộ ghế Minh Quốc đào chi bằng gỗ hương đá. Và để chúc bác và toàn thể gia đình mạnh khỏe nhá, làm ăn phát đạt. Vâng, xin cảm ơn bác nhá. Vâng.